Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với series Huyền Thoại Hải Tặc Cha. Hôm nay mình quyết định tích tiêu 30.000 kim cương, lấy thêm nhiều food. Có con rôn đen này nâng nó lên E2 nha anh em nha. Cái sự kiện đây có sự kiện tích tiêu kim cương này anh em này. Nào tép teo ngon phết. Cái hộ trang bị mình đang phân vân nên chơi ở cái sự kiện nào đây. Bot Fujitora đây. Có cả quay đội lính trì cũng có này. Đội lính trì xui toàn con 4 sao gì này. Cái đấy bỏ qua đi, chơi sự kiện này trước. Cái ăn pit này nha, xem lúc này có cái gì mua được con ngon thì mình mua thôi nha. Cái này mua được 1.000 này. Cái này để mua gì đấy, 4.000 mua được 10 thùng bia. Thùng bia 500 một cái, mua được thêm 240 cái này. 15.000 được 2 con loại 2. Loại 1 mấy cái này khá là rác anh em ạ. Cái này có thể đổi ngược lại 20 cái này đổi được xu căng nhỏ 200 với 200 100 200 10.000 với 2.000 cái này đổi được một cái vũ khí này 500 400 với 80 cái này. Ôi, chơi cái này đã anh em ơi, chơi đổi cốc bia vàng, búa gỗ, rồi xong vàng sấp mặt, được cốc bia vàng với búa gỗ này nhỉ. Và xem cái shop kim cương này có gì đáng mua không. Shop kim cương này có gì đáng mua nhỉ? Thôi mua cái này đi anh em ạ, mua cái giết bot Furitoza này có khi vẫn lời nhất này. Hết còn 15.000 kim cương, chúng ta sẽ tiêu sang cái 15.000 kim cương, tiêu sang cái xu này đi anh em nhỉ. 100 xích còn xong cái bốt này đã. Xích con bốt này vẫn lời nhất. Không đủ tài nguyên. Còn cái sự kiện vòng quay này 80, chỗ này mình quay được 300 lượt. Cái gì? Xin kích hoạt thẻ rảnh tay thì mới cho mình quay 100 lượt liên tục anh em ạ. Còn không cứ phải quay tay 10 lượt thôi, chứ không cho phát quay 100 lượt. Hơi mệt. Ra ngoài mua nốt đi, ra ngoài mua nốt 13.000 kim cương đã. Có
có gì hợp lý để mua. Đấy, thế cho nhanh. Mọi thứ còn lại tính sau. Nâng nghèo này lên đã. Lên nhà 2. Wow. Một món đồ của hệ minh mẫn. Có khi bây giờ thừa rồi anh em ạ. Có khi minh mẫn là thừa. À, tôi thông minh của mình vẫn nhầm lộn đấy. Đang sát thương kỹ năng, quay sát thương về hệ thụ. Chống này cũng tương đối ổn rồi. Thử vào đấm nhau đấu trường đi. Đánh với ông này xem nào. Bạn triệu. Nam chính của mình thì chắc vẫn là con Mihawk thôi anh em. Mihawk đam chắc vậy là vẫn ok nhất. Sao cái gì mà trưởng lên tỏi này? Ảo à? Trưởng xong lại được trưởng tiếp, lên tỏi 3 phát một lúc. Lo tư chất bền bỉ, năng lực lo nữa. Mình xem mình có bao nhiêu thùng bia. 166 à, 166 có khi đủ anh em ạ. Thôi chiến nốt nha, chiến nốt xem có đủ nâng lên lo lên không. Xem cái lễ hội này đổi được cái gì đã. 500 cần về cả cái bánh gì nữa anh em này. 200 huy hiệu rank S thì để làm gì nhỉ? Huy hiệu nghề mua đồ cái này đi. 250/20. Ném mấy mém chơi sự kiện này nha. Thế thôi, chắc là mình tự quay nốt chỗ sự kiện này thôi.
chứ anh em nhìn quay từng 10 phát 10 phát này chắc anh em điên mất. Anh em điên đấy, điên là chắc luôn. Thùng bia chắc chắc không đủ, không đủ 200 đâu. Đợi tích không mua gì đâu. 150. 150 à? Chắc là đỡ rồi nha bạn. 3 anh em.